Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là bữa ăn của Bài Búc. Trong này còn có trứng vịt lộn, thịt xay, thịt heo nấu với bí. Thì đây là khẩu phần ăn của 5 đứa, thì gồm trứng vịt lộn, thịt xay nấu với bí. Đó, chúng ta cho 2 muỗng cám, cám búp bi, 2 muỗng cám búp bi. Thì đây là cách để thúc nha các bạn, thúc những chấm mật. Đó, rồi chúng ta cho thêm 1 muỗng nhỏ, 1 muỗng cơm, trộn với cơm, ít cơm. Đó. Rồi trộn đều lên, chúng ta trộn đều lên, trộn đều lên. Sau đó thì chúng ta cho khoáng và men. Thì những khẩu phần ăn như này, khoáng và men thì rất cần thiết. Khoáng và men thì rất là cần thiết để cho con nó hấp thụ hết. Thì cái này là một tuần chúng ta ăn khoảng 2 đến 3 bữa nha các bạn. Tại vì đây là toàn chất đạm. Trứng vịt lộn này đạm nhiều lắm. Rồi thịt heo nữa. Đây là men. Men tiêu hóa. Men tiêu hóa. Đây là khoáng. Sắp hết khó nữa đây. Đấy. Trộn lên thôi. Trứng vịt lộn, trứng vịt lộn, thịt heo nạc, cám búp bi và bí. Đó. Ăn như thế này nó mới béo mập được. Thì những bé búp, những con búp của mình thì nó có giá từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Có con 4 triệu, có con 4 triệu rưỡi. À, rất là hảo ăn. Đang rất là hảo ăn. Bây giờ là mình cho bảy búp ăn trước. Bảy búp ăn trước thì một ngày mình cho nó ăn 3 cử. 6 giờ sáng, 1 giờ trưa và 9 giờ tối. Thì những cái khẩu phần ăn của nó xa ra nha các bạn. Những khẩu phần ăn của con chó thì cách nhau khoảng 8 đến 9 tiếng để cho nó tiêu thụ hết những phần thức ăn của lần trước. Thì các bạn mua nuôi búp mà